nhân dịp ngày 20 tháng 10 thay mặt mà cho cánh mày râu của SI thì tôi xin gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất đến chị em. Chị em luôn xinh đẹp, có nhiều niềm vui trong ngày đấy, đặc biệt ngày hôm nay, và có những cái trải nghiệm tuyệt vời với gia đình, có những niềm vui trong ngày. Một nữa thay mặt anh em SI xin được lời chúc tốt đẹp nhất, lời thân thương nhất đến một nửa cán bộ của SI. Chúc mừng ngày 20. Lại một mùa 20 tháng 10 đến với chị em SI. Nếu dùng ngôn từ của chứng khoán thì tôi xin chúc chị em luôn luôn trên đỉnh. Còn với từ ngữ thông dụng hàng ngày thì xin được chúc chị em luôn xinh đẹp, trẻ trung, hạnh phúc và ngày càng đóng góp nhiều cho sự phát triển của NSI. Xin chúc chị em luôn một ngày 20 tháng 10 vui vẻ. Nhân dịp 20 tháng 10, xin kính chúc toàn thể các chị, các em sẽ có một ngày tuyệt vời. Chúc các chị, các em luôn xinh đẹp, luôn mạnh khỏe và là những người phụ nữ tuyệt vời. Nhân dịp ngày 20 tháng 10 thì em xin gửi lời chúc đến toàn bộ chị em cán bộ nhân viên trong NSI một ngày 20 tháng 10 thật hạnh phúc và ý nghĩa. Chúc mọi người luôn luôn có nhiều niềm vui và thật xinh đẹp. Nhân ngày 20 tháng 10, chúc các chị em luôn luôn tràn đầy niềm vui, xinh đẹp và thành công. Nhân dịp 20 tháng 10 xin chúc các điều tốt đẹp nhất đến các chị em công ty. Chúc các chị em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn tỏa sáng trong công việc cũng như trong cuộc sống ạ.